quay từ góc độ này cho ông bé, nhìn nó rất là tò mò, nó đang nhìn lên hướng của cổng, nó rất là tò mò nên là có cái gì xung quanh đây. Hôm nay thì ở đây không có một con cóc nào để cho bé chơi. Thường bé nào mình bé rất thích hay bắt những con cóc. Mình thật là may mắn khi mà trong gia đình nhà mình có những bạn mèo con xinh như thế này được sinh ra. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ channel của mình nhé.